Trong một trận chiến kinh hoàng, chạm trán giữa Super Cameraman Sáo Nòng và Super Cameraman Kiếm Sĩ, họ đã đối đầu và đại diện cho hai thế lực Thần Chủng và Lai Tạp đã tạo nên một cuộc chiến kinh hoàng gây chấn động khắp mọi nơi. Và cuối cùng, họ đã kết thúc trận chiến bằng một cú chạm trán gây ra vụ nổ vô cùng lớn. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Ngươi thật sự muốn chết chung với ta hay sao? Đúng vậy, đúng vậy. Ta sẵn sàng hy sinh để bảo vệ sự sống cho muôn loài. Dù Thần Chủng hay Lai Tạp, bọn chúng đều có quyền lợi như nhau. Không, không. Trên đời này chỉ có loài Thần Chủng bọn ta mới được phép tồn tại thôi. Ngươi cũng là một cameraman Thần Chủng. Tại sao, tại sao ngươi lại bảo vệ bọn khốn đó? Super Cameraman Kiếm Sĩ, lúc trước ta cũng từng có suy nghĩ giống như ngươi, nhưng đã được thủ lĩnh của ta là Godchi Titan khai sáng. Ông ấy nói đúng, muôn loài đều có quyền sống, đều có quyền sinh tồn. Bọn chúng không muốn được sinh ra Lai Tạp như thế đâu. Và lại, dù là Thần Chủng hay Lai Tạp, đều có sinh vật tốt và sinh vật xấu. Chúng ta không nên quy chụp như thế. Cái gì? Cái gì? Sao? Sao vụ chạm trán như thế mà ngươi có thể đứng dậy hay sao? Không thể nào, không thể nào. Có lẽ trong tâm của ta là đại diện cho thiện chí, bảo vệ muôn loài. Và lại, đây cũng là một phần khả năng của ta. Còn ngươi quá chấp nhất, trong tâm của ngươi luôn muốn tàn sát những sinh vật Lai Tạp khác. Nào, hãy quay đầu là bờ đi, ngươi sẽ thấy mọi chuyện tốt hơn nhiều. Không, không, ta không sai, ta không sai. Ngươi có thể chuyển động được, ngươi có thể hồi phục lại. Còn ta thì không, ta đã là một kẻ thua cuộc dưới tay của ngươi. Ngươi hãy giết ta đi, để ta được chết dưới tay của kẻ thù. Ngươi thật cứng đầu. Vậy thì ta sẽ không làm theo ý muốn của ngươi đâu. Ta sẽ để ngươi ở đây để cho ngươi suy ngẫm về những chuyện mà ngươi đã làm. Được, được đi, đừng bỏ ta. Cơ thể ta đã bị trọng thương nặng, ta không muốn nằm ở đây đâu. Ta không muốn là một kẻ sống trên chiến trường. Ta muốn chết, ta muốn chết. Đừng đi mà, đừng đi mà. Ta biết lỗi rồi, ta biết lỗi rồi. Hả? Ta cảm thấy ngươi chưa biết lỗi đâu. Ngươi chỉ là muốn ta giết ngươi mà thôi. Vậy thì ngươi cứ ở đây tiếp tục suy nghĩ đi. Khi nào ngươi thật sự nhận ra lỗi lầm của mình, hãy đi tìm ta. Còn bây giờ, ta phải quay về với các đồng đội và thủ lĩnh của mình. Họ cần ta. Được, được đi. Ta vãn sinh ngươi đó. Ta thật sự đã nhận ra sai lầm của mình rồi. Ta không thể nào sống tiếp với cái quá khứ đó được. Làm ơn đi, làm ơn đi, hãy giết ta. À đúng rồi, đúng rồi, ngươi là một Super Cameraman, ta cũng là một Super Cameraman. Nếu ta đem toàn bộ sức mạnh của mình giao hết cho ngươi, chắc chắn ngươi sẽ đạt được một trạng thái khác, có thể còn mạnh hơn cả trạng thái thần thánh God nữa. Hãy làm đi, làm đi. Ăn lấy cơ thể của ta, hút lấy năng lượng của ta. Ngươi nói cái chuyện quái quỷ gì vậy? Đừng suy nghĩ gì nhiều. Ta trao sức mạnh của ta cho ngươi. Hãy thay thế ta, hãy lấy sức mạnh này để tiếp tục bảo vệ mọi sinh vật trong đa vũ trụ. Ngươi xứng đáng được như vậy, hãy làm đi. Ngươi thật là... Thôi được rồi, ta hứa với ngươi, từ nay sức mạnh của ngươi và sức mạnh của ta sẽ dung hợp lại thành một. Như thế này, cơ thể của mình sao trở nên to lớn hơn gấp mấy lần, còn vô cùng đồ sộ nữa. Nhưng sao mà nó đen thui thế này? Rốt cuộc đây là trạng thái gì? Thôi, nhanh chóng quay về tổ chức đa vũ trụ báo cáo tình hình với lại thủ lĩnh Godchi Titan trước đã. Thật không ngờ chúng ta đã dễ dàng kiếm được cái căn cứ của lũ chiến binh
Rồi mọi người, kể từ nay, loài mê cha bồn cầu của chúng ta sẽ thay thế bọn chúng, mượn danh nghĩa của bọn chúng để đi xâm chiếm những hành tinh khác. Hả? Gì thế này? Chết tiệt, căn cứ chiến binh đa vũ trụ của mình sao lại thành ra thế này? Lũ bồn cầu chết tiệt kia, các người to gan dám tới đây làm loạn, dám đóng quân ở đây, các ngươi không sợ chiến binh đa vũ trụ hủy gì các ngươi à? Nhìn kia anh em, kẻ nào to gan dám tới đây tranh giành địa bàn với chúng ta thế này? Lũ khốn kiếp đó đã chết sạch hết rồi. Nơi này không có chủ, bọn ta chiếm được đầu tiên, nó sẽ thuộc về bọn ta. Cái gì chứ? Các đồng đội của ta chết sạch hết hay sao? Các người nói lâu. Bọn ta có gì mà nói láo với người chứ? Ngay cả thủ lĩnh của bọn chúng chính là Godchi Tây Tành cũng đã bỏ mạng tại trái đất rồi. Không, Godchi Tây Tành rất mạnh, không có kẻ nào có thể đánh bại được ngài ấy. Lũ khốn kiếp, các người định lừa ta à? Ta sẽ cho các người tan thành mây khói. Mẹ kiếp, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại muốn giết chúng ta? Anh em, mau hội đồng xé xác hắn đi. Chết đi, lũ khốn kiếp. Ta nói cho các người biết, ta chính là một thành viên của chiến binh đa vũ trụ, Cameraman 6 nào. À không, bây giờ các ngươi phải gọi ta là Lê Gần Tai Thành Cameraman 6 nào. Ta là một tai thành thần thôi. Chết tiệt, mình đã đi khắp mọi nơi trong đa vũ trụ rồi mà chẳng thấy được tung tích của bất kỳ thành viên nào. Đây là trái đất vũ trụ số 7, quê hương của Godchi Tây Tạch. Hy vọng mình sẽ gặp được ngày ấy. Hả? Gì thế này? Sao nhiều sinh vật ở trái đất này chết la liệt thế kia? Chết tiệt, rốt cuộc trái đất này đang xảy ra chuyện gì? Không lẽ lũ quái vật bồn cầu mê cha đó đã nói đúng? Godchi Tây Tạch thật sự đã gặp nạn ở chính hành tinh của mình. Chết tiệt thật, thứ khốn kiếp kia, người ở đâu xuất hiện tại hành tinh trái đất này, giết chết những sinh vật vô tội thế này? Thứ chết tiệt sau lưng của ta, người đừng ngậm máu phun người. Ta vừa mới đặt chân tới hành tinh này thì đã thấy bọn chúng chết từ trước, còn người là ai chứ? Hả? Thứ gì đây? Là một tai thành bồn cầu à? Chết tiệt, không lẽ chính là người đã gây ra mọi chuyện rồi đổ hết tất cả lên đầu của ta? Chết tiệt, nhưng ngươi đụng nhầm người rồi đó. Hả? Nhìn ngươi rất giống như một người quen của ta, nhưng không vì thế mà ta bỏ qua lỗi lầm của ngươi đâu. Có lẽ ngươi không biết ta là ai nên ngươi mới ngang tàng như thế này. Được rồi, vậy thì ta sẽ dạy dỗ cho ngươi một bài học. Thật không ngờ lũ quái vật bồn cầu dám to gan đến như thế. Ta vừa tiêu diệt một bầy quái vật mê cha to lớn ở ngoài không gian, bây giờ tới trái đất này lại gặp thêm một kẻ. Được lắm, ta sẽ tiễn ngươi chết chung với bọn chúng luôn. Tên chết tiệt này, ngươi tới hành tinh ta làm loạn, đòi muốn lấy mạng ta. Đúng là ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta sẽ cho ngươi chết dưới tay của ta, cũng là thủ lĩnh của các chiến binh đa vũ trụ trước đi. Cái gì chứ? Thứ bồn cầu chết tiệt này, ngươi to gan dám mạo danh thủ lĩnh của ta, Godchi Tây Tạch à? Ta cần gì phải mạo danh chứ? Chính ta là Godchi Tây Tạch trước đây. Ta không may gặp chuyện, bây giờ đã có thân xác mới, là con Tây Tạch Eritus đây. Cầm mồm và chết đi. Thứ bồn cầu như ngươi làm sao mà có thể là Godchi Tây Tạch được? Ngươi tưởng ta mù, ngươi tưởng ta ngu à? Không, ta thật sự là Godchi Tây Tạch trước đây mà. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta nhớ ra rồi, ngươi là Super Tây Tạch Cameraman 6 nào, có phải không? Cái gì chứ? Không thể nào. Rốt cuộc là sao? Ngươi mau nói rõ đi. Là ta đây. Ta là Godchi Tây Tạch. Trong một lần ta thấy trái đất gặp nạn, ta đã đến đây và đối đầu với một con chú quỷ. Nó đã đánh tan xác cơ thể Godchi Tây Tạch, linh hồn bọn ta đã bay xuống địa ngục. Thì gặp được cha của bọn ta, cha bọn ta đã cho bọn ta một cơ hội để trở lại trần gian và tìm một cái xác Tây Tạch Eritus này để nhập vào. Bọn ta đã cố gắng báo thù thành công, nhưng thời gian tồn tại trên trần gian không còn bao lâu, nên bọn ta cố gắng chi giết những kẻ xấu một lần cuối
để trái đất này trở nên xanh xanh đẹp trước khi lìa trần. Cái gì? Cái gì? Không lẽ đó là sự thật? Không lẽ ngài chính là thủ lĩnh của tôi trước đây? Xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi không trách cậu đâu. Chắc có lẽ Diêm Vương đã đến lúc gọi chúng tôi quay trở lại địa ngục. Tôi giao lại tất cả đa vũ trụ cho cậu. Hãy tiếp tục bảo vệ chúng.